Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Hoàng Trọng Thư trở lại với tất cả quý khán thính giả trong cà phê sáng ngày hôm nay. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi bác sĩ Mai Phương đến hơi trễ chút xíu, có thể buổi sáng hôm nay đường phố Bô Sa đang bị kẹt xe. Thế nhưng chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin địa phương vào hôm cuối tuần. Nếu quý vị đến khu vực Phước Lộc Thọ trên đường Bô Sa sẽ thấy rất là đông đúc và kẹt xe khắp nơi, bởi vì ở tại đây theo lời kêu gọi, trong đó có cả anh Tâm nữa, Tâm Beauty College vân vân, kêu gọi chống lại cái tình trạng mà kỳ thị nhắm vào người gốc châu Á, trong đó kể cả những người Việt Nam của chúng ta nữa. Bản tin ghi nhận cuộc tổ chức biểu tình này có sự phối hợp của các thành viên của Hội đồng thành phố Westminster với thị trưởng Tạ Đức Chí, ông Charlie Chí Nguyễn hiện nay là phó thị trưởng của thành phố, kêu gọi hàng trăm hàng ngàn người đã tụ tập về đây, được tổ chức rất là công phu, kể cả những chương trình múa văn nghệ, nhưng mà đồng thời với những tiếng nói của cộng đồng kêu gọi mọi người cảnh thức và phải luôn cảnh giác những cái vấn đề hiện nay trong cái kỳ thị mà gốc châu Á xảy ra thường xuyên. Bên phía chính quyền thành phố Westminster muốn tổ chức những cái chương trình như thế này để kêu gọi các sở cảnh sát, không riêng vì gì với Westminster, nhưng mà nhìn chung ở những cộng đồng người gốc châu Á, hãy tăng cường lên, thứ nhất là cái sự giáo dục, thứ hai là thêm những cái ngân sách để giúp tuần tra và làm thế nào để đưa ra những cái chuyện đề phòng ngăn ngừa kịp thời những cái hành động. Mặc dù chúng ta thấy là cũng may mắn ở trong cộng đồng người Việt Nam, cái số người mà bên ngoài mà họ tìm cách họ vào bên trong thành phố để họ gây náo loạn đó, nó cũng ít, hầu như không có nữa. Nhưng mà chúng ta nghe nói nhiều ở New York, ở California vân vân, và đó là những cái vấn đề lớn hiện nay mà đang gặp phải. Chúng tôi xin được tạm ngưng chút xíu để mời bác sĩ Mai Phương vào bên trong. Chúng tôi trình bày về vấn đề coronavirus ngày hôm nay. Xin mời bác sĩ Mai Phương. Vâng, trong khi đó thì giờ chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị thêm những cái bản tin đáng chú ý khác. Cuộc điều tra đang được tiến hành tìm hiểu lại thêm một cái vụ nổ súng chết người. Lần này là một thanh niên 30 tuổi tại thành phố Roland High. Vào sáng sớm ngày hôm qua, cảnh sát của thành phố tìm thấy thi thể của người này. Bản tin ghi nhận ở tại cái con đường. Nếu ở đây có nhiều người gốc Hoa và gốc Việt sống lắm. Trên đường Colima và Fullerton Road, cảnh sát nhận được điện thoại 911 vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng và tìm đến đây. Đây là nằm trong quận Los Angeles. Khi họ đến nơi thì họ nhìn thấy một người đàn ông. Đến giờ phút này thì cuộc điều tra đang tiến hành, cho nên họ chưa xác định danh tính, tên tuổi. Ít nhất là có một viên đạn trúng, và sau đó lúc mà tới đó thì còn sống, nhưng mà sau đó thì đã chút hơi thở cuối cùng ở tại hiện trường này. Và mỗi thứ hai chúng tôi được đón tiếp bác sĩ Mai Phương. Gửi lời chào bác sĩ Mai Phương. Dạ, kính chào anh Hoàng Trọng Thị và khán giả của Little Saigon TV Cà Phê Sáng. Sáng nay Mai Phương chạy hơi nhanh từ Huntington Beach, khu gì đó, kỳ thị không? Khu kỳ thị quận Cam. Khu kỳ thị quận Cam. Dạ, hôm nay mình có rất là nhiều tin tức về chích ngừa cho các trẻ em dưới 16 tuổi. Đó là vấn đề tôi thắc mắc đó. Là mình nghe nói 16 tuổi trở lên, nhưng mà mấy đứa nhỏ dưới 16 có phải vì cái tiến trình mà thử nghiệm thuốc họ không có thử nghiệm cho mấy đứa nhỏ dưới 16 không? Tại sao anh Thùy giỏi quá vậy? Cái gì cũng biết hết. Tôi nghĩ vậy thôi, và thực sự bởi vì mình theo dõi mình thấy vậy. Dạ, hai vấn đề. Một phần là họ chưa đã thí nghiệm trong ấy trẻ em dưới 16 tuổi. Pfizer là cái hãng đầu tiên mà sản xuất cái thuốc
chích ngừa COVID mà họ chỉ nghiên cứu cho mấy người 16 tuổi trở lên. Johnson & Johnson Moderna là họ cho phép cho 18 tuổi trở lên, tức là người adult. Nhưng mà mới đây từ tháng 12 năm vừa qua, họ bắt đầu họ nghiên cứu khoảng 2.000 trẻ em 12 đến 15 tuổi. Anh Thùy biết sao lý do họ không có nghiên cứu mấy trẻ em? Tại vì cái bệnh COVID nó phát triển rất là nhanh, rất là mới trên thế giới, rất là độc, rất là nguy hiểm. Vì vậy họ cố gắng họ nghiên cứu mấy người lớn tuổi. Vì lý do tại sao? Tại vì mấy người lớn tuổi bị bệnh nặng và dễ tử vong. Right? So, sau này mình bắt đầu mình chích ngừa cho mấy người lớn tuổi. Và lý do thứ nhì tại sao mình chưa đã chích ngừa cho các trẻ em? Tại vì thống kê cho biết là các trẻ em mà bị nhiễm COVID rất là ít. Con số cũng nhưng may, mà ha. Những may em mà bị bệnh bệnh nhẹ nhẹ thôi. Tại vì quý vị hiểu không, mấy trẻ em cái immune system, cái kháng thể nó rất là mạnh thì không mạnh, nhưng mà cái vì cái con vi trùng này nó tạo ra cái bệnh, tại vì nó là cái immune system disorder, nó kích thích cái kháng thể của mình cho nó mình inflammation của bộ phận của riêng mình. So các trẻ em baby thì cái kháng thể nó chưa có mạnh lắm, những cái B cell, những cái T cell nó không có mạnh để nó phản ứng lại thì đâm ra nó lại không bị cái con này tấn công nhiều. So cái tin mừng là các trẻ em bị nhiễm ít, nhưng mà các em mà bị nhiễm lại bị nặng. Không có bị nặng. Trong 3.4 triệu trẻ người bị nhiễm COVID chỉ có 270 mấy em chết, tức là 0.008% phần trăm tử vong vì đó. Vì lý do mình không có cần chích các trẻ em. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề như thế nào? Mình bắt đầu mình chích ngừa nhiều người, nhưng mà cái con vi khuẩn nó thay đổi, nó bị những cái mutant. So các trẻ em sống với các bố mẹ, bố mẹ hay là ông bà đã chích ngừa, nhưng mà mấy em đi học thì mấy em lây những cái bệnh mới, thì mấy em đem về lại cho các ông bà những cái variants. So mình phải suy nghĩ sâu sắc và trong tương lai, tại vì mình phải chạy theo cái COVID. Đúng rồi. Tới giờ phút này COVID nó đang chạy trước mình. Đúng rồi. Mà mình không chạy nó kịp. Nó cứ biến ngoài, nó biến. Và bây giờ quý vị mình thấy là rất là nhiều người không chịu đi chích ngừa. Yeah. Trước đây cái thuốc nó thiếu thì ai cũng cố gắng ghi danh oxin, anh cứ đòi, bây giờ được rồi. Bây giờ không, bà con bắt đầu. Những người khác không có, đã chích rồi, tôi khỏi chích. Exactly. Và bây giờ bắt đầu là tiểu bang Florida, Texas không cho, không bắt là không mình đeo cần luôn. So, mấy chống Phương rất là biểu tình vì chống vậy, lại mỗi tuần Phương đeo luôn. Này anh biết không, cái này rất là quý bạn vậy. Em làm cái này là vải từ Africa nè, rất là đẹp không? Anyway, họ gây quỹ cho giúp mấy người tị nạn từ khắp nơi, Mai Phương ủng hộ. Anyway, trở lại vấn đề. So bây giờ họ mới bắt đầu, họ nghiên cứu trong các trẻ em và khi nào mình có thể chích được, chưa biết. Nhưng mà bác sĩ Fauci hy vọng với nghiên cứu mới nhất, mình đang nghiên cứu khoảng 2.200 trẻ em của Pfizer và thấy là rất là an toàn, rất là hữu hiệu, 100%. Thuốc cũ à? Pfizer là mới nhất, so Pfizer nó không, chạy chứ. Ok, loại thuốc mới của Pfizer chứ không phải thuốc cũ. No, it's the hiểu same. Không? It's the same drug. Oh, the same. Họ chưa đã thay đổi. Đó. Tại vì anh đó. Phải hiểu. Ý tôi muốn hiểu như vậy, tức là để họ vẫn dùng cái Pfizer cũ để chích cho mấy đứa nhỏ nó mới. Nó chưa có cái Pfizer mới, tại đó. Vì anh phải hiểu là cho mình có phép để mình phân phối là nó rất là khó. Đúng. FDA, mặc dù nó tạo ra rất là nhanh trong vòng một năm, nhưng mà những cái giai đoạn họ phải làm rất là kỹ lưỡng. Không có, bác sĩ Fauci cứ nói là we did not cut any corners, mình không có làm nhanh mà ẩu. So nó rất là khó. Và quý vị phải hiểu là bây giờ toàn thế giới Pfizer đang nghiên cứu nhiều, mấy trăm ngàn người đã chích rồi. Và những cái nghiên cứu này là sẽ tiếp tục trong vòng 2 năm nữa. Mình phải theo dõi, tại vì thường mấy cái thuốc này phải nghiên cứu rất là kỹ. Và thậm chí mình cũng không biết được cái sự hữu hiệu của cái thuốc này kéo dài thêm được mấy tháng nữa, 6 tháng hay 5 hay như thế nào. Dạ. Cho nên khi nào mình lại phải chích ngừa lần nữa, thấy không? Mai Phương trong ngành y khoa ai cũng nghĩ là hy vọng là nó sẽ giúp trong 6 đến 12 tháng. Yeah. Mình chưa biết tại vì đang nghiên cứu đúng tiếp rồi. Tục, right? Ongoing study. Nhưng mà chúng tôi
nghĩ là trong vòng mỗi năm mình sẽ chích ngừa trở lại chích. Với giống như flu vaccine. Đúng rồi. Và phiền, ha. Về vấn đề khi nào mình có thể chích được thì bác sĩ Fauci với lại bác sĩ Walensky, nữ bác sĩ rất là giỏi ở CDC, nói là khoảng cuối mùa hè, hy vọng là trước khi mấy trẻ em trở lại đi học ở mùa tháng 9 thì em sẽ trở lại đó cho fall semester. Nhưng mà anh biết không, trong quận Cam với lại Cali là tuần này nhiều khu học bắt đầu trở lại in class. Vì vậy cái vấn đề này Phương muốn nêu ra. Và xin nhắc lại là 15 tây, tức là thứ năm tuần này, hơn 16 tuổi trở lên là có tiêu chuẩn để đi chích ngừa. Và quý vị lên othena.com, đi CVS, Walgreens, đi hai trung tâm phục vụ cộng đồng Việt Nam là Southland Integrated Health. Nhưng mà có một cái tin mà lạc quan trước khi chết kết thúc đó là dầu sao mấy em dưới 16 tuổi cái khả năng bị nhiễm và tử vong nó vẫn thấp hơn nhiều. Thì cái đó là mình tạm. Nhưng mà anh phải nhớ là trong một năm mình nhốt trong nhà, nhiều đứa trẻ em không đi học. Đứa con của Phương ở nhà hoàn toàn. Bây giờ thả nó ra. Thả nó ra là nó rất là nguy hiểm. Quý vị phải suy nghĩ sâu hơn, tại vì ai, Phương nghĩ là người Việt Nam sống hiện tại lắm. We live for the moment. Chỉ lo hôm nay thôi, không bao giờ suy nghĩ. Nhưng mà để dành tiền cho tương lai thì rất hay. Thì có không anh? Hay là ăn chơi nhậu nhiều? Chúng tôi cảm ơn bác sĩ Mai Phương rất nhiều. Lần tới bác em sĩ xin Mai Phương nhắc, xin lỗi còn ba vấn hơn. Đề. The Huntington Juice cực lắm. Ba vấn đề là quý vị phải... Hết rồi hả? Hết rồi, mang khẩu phải trang. Đeo khẩu trang với lại chích flu vaccine cho bảo vệ. Vẫn phải flu nữa. Flu vaccine với lại rửa tay và đừng có tiếp xúc đông với đông người. Social distancing. Chúng tôi mời quý vị giữ nguyên làn sóng này. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo đến với quý vị trong bản tin tức của Thời sự Thế giới quý vị nhé.